hả? Chắc chưa? Rồi mà đoán được. Đây, mày đây. Đây. Rồi đi. Đi học. Cái này làm bàn ăn. Để dài cả này. Nó làm là hai ghế. Bàn ăn này để tiếp đón Tổng thống Barack Obama, cố nguyên Tổng thống Barack Obama, hoặc là để tiếp đón gọi là tân thủ tướng chính phủ Việt Nam. Xong làm mâm đón bố vợ sang ngồi đấy. Dài 5m2, rộng bao nhiêu nhỉ chú Đại nhỉ? Rộng 96 phân. 96 phân, dày 20 phân, dài 5m2. Kỷ lục của Việt Nam Guinness đã được lập tại đôi chiếu này đó. Một tấm chiếu kỷ lục của Việt Nam đã được xác lập, rộng 96 phân, dài 5m2. Dày nấy bao nhiêu phân cháu đã quên nhỉ? 96. Dày. Dày 96. Dày mà. Dày 20. Đó. Đã được xác lập kỷ lục mới rồi các bạn ơi. Đấy cái cây mà Vân quay cho các bạn từ sáng. Lúc đấy phải 2 xe nâng mới vào được đến nơi. Và sau khoảng 2 tiếng đồng hồ xẻ thì kết quả là đây. Vân không có nhiều thời gian để ra đây quay từng mạch cưa cho các bạn xem được. Thế nhưng mà sau khi xem cái kết quả mà nó hiện hữu ở đây thì Vân cảm thấy vô cùng hài lòng. Tấm nào cũng rất là rộng. Tấm này rộng được bao nhiêu? 90 luôn. Mà khách hàng sẽ chỉ có để làm đai, mới làm cái, mới làm huỳnh rồi đấy. Cây này phải nói là chất như nước cất luôn rồi các bạn ơi. Đây còn nửa khúc này nữa, chiều nay thịt nốt các bạn ạ. Đây ruột của nó bé như cái kim này. Các bạn thấy cây nào to vanh khủng tầm 360 mà ruột bé như cái kim như nào? Hơi bị hiếm luôn.